Rất cảm ơn quý vị đã không rời máy, và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Tiếng Tơ Lòng. Chúng tôi hy vọng qua những giây phút vừa qua đã tạo những sự chú ý và theo dõi của quý vị. Là kính thưa quý vị, đây là những nan đề rất là khó mà anh em chúng tôi ngồi đây. Một lần nữa, Long xin được phép nhắc là chúng tôi không phải là những nhà chuyên gia về tâm lý học. Chúng tôi ở đây chỉ chia sẻ với nhau bằng cái thời gian, những cái thăng trầm trong cuộc đời mà chúng tôi gặp phải, hoặc là nhìn một khía cạnh của một người ở bên phía ngoài nhìn vào để đưa và giúp quý vị có những cái ý kiến tốt đẹp mà thôi. Do đó, một lần nữa chúng tôi xin được phép nói là nếu như chúng tôi có lỡ lời hay có những cái ý kiến hoàn toàn khác với ý kiến của quý vị, thì mong quý vị cũng niềm tình tha thứ, vì chúng tôi là những người chỉ có đến với chương trình để giúp quý vị làm một nhịp cầu nối mà thôi. Thôi thì trở lại với chương trình Tiếng Tơ Lòng. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có một lá thư. Lá thư này nó cũng hơi dài, do đó mà Long cũng sẽ cố gắng đọc cho quý vị cùng nghe, và cũng như Kim Chi cũng như anh Nguyễn Tấn Lai nghe để có ý kiến. Nhân đây thì nếu mà lần sau quý vị viết thư nhớ viết ít chút xíu. Vâng, kính thưa quý vị, Long tóm gọn lại để làm một cái tích để cho chúng ta cùng nắm cho nó vững. Đó là có nên giữ lại đứa con hay không. Thân gửi anh Nguyễn Huy Long và quý khán giả của Đài Việt TV. Em đang mang trong mình một đứa con đã được 2 tháng, nhưng em không đủ can đảm để giữ nó lại. Em thương con, yêu anh, nhưng em cũng thương bố mẹ. Em sợ bố mẹ sẽ sốc khi biết đứa con ngoan hiền, niềm tự hào của mình đã làm ô nhục gia đình. Em mới 21 tuổi, em đang là sinh viên của một trường đại học. Em đã yêu một người đàn ông được hơn 2 năm. Anh ấy là một người rất tốt và yêu thương em. Chúng em dự định sang năm em ra trường sẽ làm đám cưới, vì anh ấy cũng đã nhiều tuổi, năm nay đã ngoài 30. Gia đình anh ấy thúc giục, nhưng vì đợi em nên đến bây giờ. Trong khi bạn bè đã có con lớn, anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Khi yêu nhau, trong lúc không kìm nén được tình cảm của mình, em và anh ấy đã làm chuyện đó. Và một điều mà em không bao giờ ngờ tới là em đã có thai. Thật lòng, khi nói ra điều này em rất đau khổ và tủi nhục, vì em được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bản thân em cũng được mọi người đánh giá là xinh xắn, ngoan hiền, nết na. Em đã luôn cố gắng để giữ mình, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện này. Em không dám đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả, bởi đó là lỗi của em. Em đã sống trong những ngày tháng đau khổ với sự dày vò, mệt mỏi. Điều khiến em cảm thấy được an ủi là người mà em yêu thực sự là một người rất là tốt và yêu em hết lòng. Nhưng bây giờ em không biết phải làm thế nào với đứa bé trong bụng đã hơn 2 tháng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em cảm nhận được một điều đặc biệt đến thế. Biết tin em có thai, anh ấy rất hạnh phúc và chăm sóc em hơn. Anh ấy khuyên em bảo lưu học tập 1 năm để làm đám cưới và sinh con. Nhưng thật sự là em không đủ can đảm. Một gia đình gia giáo, một đứa con gái vốn được tiếng ngoan hiền, một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có gì trong tay, những ánh mắt của người đời, em chỉ biết khóc và đập phá mọi thứ. Thể trạng của em không tốt khi mang thai, lại càng có nhiều vấn đề, nhưng em không chăm sóc sức khỏe của mình. Em ăn uống thất thường, mất ngủ, không uống thuốc, mặc dù người yêu em đã cố hết sức để chăm sóc em. Em không đủ can đảm để giữ lại đứa bé, em quyết định đi bỏ. Nhưng lúc đặt chân đến bệnh viện, người em rung lên, nước mắt em trào ra và không thể làm gì được nữa. Đứa bé là con em, nó đã có tim thai rồi. Em không chịu nổi cảm giác giết con mình, cũng không chịu nổi khi thấy ánh mắt xót xa của anh ấy khi em bảo đi bỏ con. Nhìn anh ấy háo hức mỗi lần xoa bụng em và gọi, con gái ơi, con gái của anh đấy. Em không thể nào chịu nổi, em thương con, thương anh ấy vô cùng. Cứ thế, 2 lần đến bệnh viện là 2 lần em quay về với đứa con nguyên vẹn trong bụng. Trong đầu em luôn mang suy nghĩ và phải bỏ nó, nhưng thực sự trong sinh hoạt đời sống, bản năng làm mẹ khiến em luôn muốn bảo vệ nó. Những lúc đi nhanh trên đường, em giật mình đi chậm lại vì sợ mất con. Đang mùa nhãn, em thèm lắm, nhưng cũng không dám ăn, vì người ta bảo có thai kiêng ăn nhãn. Người em yêu lúc đầu xin em đừng bỏ đứa con, nhưng rồi thấy em như thế, anh ấy đành lòng chiều theo ý của em dù em rất là đau khổ. Thật sự tâm trạng em đang rối bời, cái thai cứ lớn dần, em yêu con và sợ cứ thế này sau này bỏ đi sẽ rất nguy hiểm. Còn giữ lại cuộc sống rồi sẽ như thế nào, khi trong mắt bố mẹ em vẫn là đứa trẻ con, tương lai, sự nghiệp còn chưa có gì. Em còn 2 đứa em nhỏ, chúng em suy nghĩ như thế nào về chị gái của mình, còn bao nhiêu trong gai nữa. Khi viết những dòng này, em thực sự không còn đủ sức để khóc. Mong anh Nguyễn Huy Long và quý khán giả hãy cho em một lời khuyên để em có thể vượt qua những ngày tháng này. Em xin cảm ơn tất cả. Hoàng Yến ở Ken. Kim Chi. Rồi, bây giờ Kim Chi xin có ý kiến về Hoàng Yến nhé. Theo Kim Chi nghĩ là Hoàng Yến nên giữ lại đứa con. Thứ nhất, Kim Chi đã từng làm mẹ, Kim Chi biết.
là nó có một cái gì gọi là rất là thiêng liêng. Thứ nhất nè, Hoàng Yến biết rồi, Hoàng Yến đã có ý định đi tới nhà thương 2 lần rồi, nhưng mà rốt cuộc đứa bé vẫn còn ở trong bụng, tức là nó đã nói với mẹ nó đó là mẹ ơi đừng bỏ con. Thứ hai, Hoàng Yến cũng rất yêu con. Thứ ba, đây là người yêu của Hoàng Yến cũng rất là thương con. Mà Kim chỉ có nghe nói rằng là gia đình có khuyên rằng là sẽ đồng cưới Không, hay gì ạ? người Người yêu yêu khuyên, hả? người yêu Khuyên khuyên. người yêu khuyên. Thì theo Kim Chi nghĩ rằng á, nhất là ở đất nước tự do, đất nước Mỹ này rồi, thì Kim Chi khuyên Hoàng Yến rằng là mình cứ sanh ra được con, mình tiếp tục đi học và mình sẽ nói với bố mẹ rằng bố mẹ ơi con thương anh, bây giờ chuyện này đã lỡ như thế này rồi thì con xin bố mẹ, một thì con học xong rồi hoặc con hãy cả đám cưới, hai là đám cưới xong vẫn tiếp tục học. Ở đất nước này á, thực sự nói bao nhiêu tuổi học cũng được hết, không có vấn đề. Thành ra là Hoàng Yến nhớ là đừng bỏ đứa nhỏ nhé, bởi vì nó là một thân tính, là một cái cá tính của hai người yêu nhau đó. Kim chỉ nghĩ không phải đó là cái chuyện không hay đâu, bởi vì nếu thực sự đứa bé lìa xa thì không biết bao nhiêu người đau khổ, không chừng ông nội bà ngoại trong tương lai nghĩ biết chuyện đó có thể giận cả em nữa đó. Bây giờ cứ nói thiệt với bố mẹ không sao hết, nếu bố mẹ có nghĩ mình là một đứa con nít thì bố mẹ tha thứ, dù gì mình là một đứa bé hơi non nớt, hơi làm liệu có điều có lộn một chút xíu thôi ha. Đấy, rất là hay, đồng ý ý kiến của Kim Chi. Thế còn anh Lai? Theo tôi đó anh Long, thì cái nội dung cái thơ của cô Hoàng Yến ở Ken đó là xin chào cô Hoàng Yến, với là một người đã sống trong cuộc đời, và tôi cũng là cha của những người con, có con trai và con gái. Điều tôi muốn nói ở đây đó, thì qua nội dung cái thơ của Hoàng Yến đó, là thứ nhất Hoàng Yến rất là thương đứa con trong bụng mình, là có ý bỏ cái thai đi. Nhưng mà cô nói một câu mà tôi rất cảm động là khi cô đi đó, cô không dám đi nhanh, cô sợ hư cái thai. Được. Đến cái mùa nhãn, cô không dám ăn nhãn, thì sợ vì ăn nhãn là có hại cho cái thai nhi. Có nghĩa là cô rất thương yêu của người con. Và với tư cách là một người cha của con trai lẫn con gái, con cái của mình trong hoàn cảnh nào, trong trạng huống nào, có nó lầm lỗi gì là ngoài xã hội, nhưng mà nó về nhà thì nó vẫn được sự che chở, bao dung của mẹ và của cha. Thì trong trường hợp này, nếu mà cái thai trong bụng của Hoàng Yến mới có 1 tuần, 2 tuần, thì nó còn nhỏ quá, Này nó hai chỉ tháng, là hai một cái tháng giọt thôi. máu thôi. Bây giờ nó đã đến cái giai đoạn gọi là tim thai rồi, nó đã 2 tháng rồi, có nghĩa là 8 tuần, bỏ đi tội lắm. Vậy thì bây giờ Hoàng Yến phải giải quyết như thế nào với tư cách là cha, hay là quý vị một trong những cái người bậc cha mẹ khán thính giả của đài truyền hình Việt TV cũng đồng ý rằng con mình nó lỗi là nó lỗi ngoài xã hội, nhưng mà về nhà lúc nào cũng được bao dung hết. Kim Chi đây cũng là mẹ, thì Kim Chi cũng biết đó. Thì cái vấn đề tôi muốn nói là Hoàng Yến không nên bỏ đứa con đi. Mà muốn không bỏ đứa con đi thì trong nội dung cái thơ của cổ có nói là cô ấy là một người con của một cái gia đình rất là gia giáo. Gia giáo cũng quý trọng lắm, nhưng mà đó là cái bề ngoài thôi. Cái đời sống của mình, cái hạnh phúc của mình, của con, của cháu trong tương lai nó quan trọng hơn. Ai cũng lầm lỗi hết. Tôi đề nghị Hoàng Yến như là Kim Chi nói trong cái nội dung là thừa thật với bà mẹ Bố mẹ, và giữ cái thai đó lại. Bởi vì giữ đứa con đó lại, có những cái hay là ở chỗ là cha mẹ thì luôn luôn thương con rồi, sẽ không có khúc mắc gì hết. Cái thứ hai là cái người tình của cô rất là yêu thương cô và rất quý trọng của cô. Có 2 cái lợi, và cái lợi thứ ba, thời gian sẽ xóa mòn hết tật, xóa nhỏ đi những cái đau khổ, và chúng ta sẽ có những cái hạnh phúc. Bởi vì có những cái khúc mắc vậy đó là Hoàng Yến mới hỏi Nguyễn Long, chứ còn nếu bình thường có giải quyết còn không có hỏi đó, Vâng, phải không chị? Long rất đồng ý với sự suy nghĩ của anh Lai cũng như là Kim Chi, là hai người cũng khuyên Hoàng Yến là đừng nên bỏ đứa con của mình. Còn về trở về lại với gia đình, đương nhiên trong mỗi một gia đình ai cũng có những cái gia đình mà ai cũng mong muốn rằng là mình có những cái đứa con đám cưới tiệc tùng cho lớn lao lên để nở mặt nữa, mà cái chuyện đó là ai cũng muốn cả. Nhưng cái sự việc ở đây nó khác. Nó khác ở đây là cũng như hồi nãy Kim Chi có nói là chúng ta đang ở một đất nước văn minh, đời sống chúng ta nó hoàn toàn khác hẳn, chúng ta không còn là những cái phong kiến ngày xưa, nghĩa là
khi mà người con gái làm một cái gì đó thì sẽ xấu hổ cho bố mẹ. Là vì ở Việt Nam chúng ta thường thì chúng ta sống cho cái người bên cạnh nhiều hơn. Bên cạnh đây là chẳng hạn bên cạnh là hàng xóm. Nghĩa là làm một cái gì cũng sợ là ông hàng xóm ông cười, ông chê. Chứ thực sự chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm gì cho con mình và con mình sẽ làm gì cho mình. Thành ra các phong kiến đó Long nghĩ là mình nên bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Mà cái quan trọng là em đang có một cái tình yêu chân thật của một người đàn ông đến với em bằng cái con tim. Do đó mà chính vì vậy hai người đã có được một cái đặc ơn. Ơn đây là ơn trên ban cho một cái đứa con. Đúng không Kim Chi? Dạ đúng. Đó. Thành ra do đó mà Kim Chi cũng như anh Lai và ngay đến Long cũng khuyên là em nên giữ cái đứa con lại. Còn cái chuyện đi học như hồi nãy Kim Chi có thưa là chúng ta bất cứ lúc nào đi bất học cũng được. Nào. Chúng ta cũng có thể làm đám cưới lúc nào cũng được. Chúng ta không cần phải là ngày hôm nay ngày mai rồi phải đám cưới rồi vì sợ là cái bụng nó bự. Nếu chúng ta hoàn cảnh tài chính cho phép chúng ta làm bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần phải làm một đám cưới lớn. Chúng ta có thể ra ngoài đăng ký để cho nó về đứng về là pháp lý cho nó hợp lý thì cái chuyện đó nó cũng đủ rồi. Còn nếu mà được nữa thì gia đình cùng nhau gặp gỡ hai bên bạn bè đến với nhau to nhỏ đám cưới cái chuyện nó không quan trọng, mà cái quan trọng là gia đình có hạnh phúc và con cái có được thương yêu hay không, đó mới là vấn đề quan trọng chứ không phải là vấn đề bên ngoài. Do đó mà em hãy tiến đến cái tình yêu của em và sẵn sàng đón nhận một đứa con đến với em, đến với xã hội, đến với gia đình, đến với tất cả mọi người trong một tình yêu thương. Vâng, thôi thì nhân đây thì Long cũng xin được phép là mượn cái giây phút này để cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lai, cảm ơn Kim Chi đã đến với chương trình Tiếng Tơ Lòng. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là mong những cái giây phút vừa qua đã giúp cho quý vị có những cái tinh thần thoải mái hơn, đặc biệt là những quý khán giả đã gửi thơ về đài. Chúng tôi hy vọng những lời đóng góp vừa rồi đã tạo cho quý vị những cái ý tốt. Và một lần nữa Long cũng xin được phép mời gọi tất cả quý ông bà và anh chị, nếu như được thì xin hãy gọi điện thoại cho Long ở số điện thoại là 425-988-4095 để Long tuần tự sắp xếp để chúng ta cùng nhau coi như là một đài gia đình để mà gửi với nhau những cái ý kiến đóng góp. Có như vậy chúng ta mới cảm thấy cuộc đời nó thêm nhiều cái tăng hoa hơn. Chứ còn nếu không thì chúng ta cứ đố kỵ ở cái điểm này hay đố kỵ một điểm khác thì vô tình chúng ta tự cô lập chúng ta. Chúng ta tự một mình với một căn phòng mà chúng ta không có những người bạn chung quanh. Do đó mà chúng tôi một lần nữa rất là mong cái chương trình Tiếng Tơ Lòng như là một nhịp cầu gửi đến quý vị bằng chuyên chở những cái đóng góp, những cái ý kiến của tất cả những anh chị em khi thực hiện chương trình Tiếng Tơ Lòng. Trước khi chào khán thính giả, Kim Chi có đôi lời gì gửi đến quý khán giả của đài truyền hình Việt TV không? Kim Chi thành thật mến chúc tất cả các bạn đang có những cái tơ lòng bị rỗi sẽ được gỡ rỗi rất là nhanh. Xem TV của truyền hình Việt TV nhiều hơn chút xíu nữa để lấy những cái ý kiến, những cái idea, bởi vì đôi lúc mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau như vậy nhưng một hai cái ý kiến cũng có thể giúp các bạn gỡ rối một chút xíu nào đó, mà chỉ cần gỡ một cục ra là everything straight up, tức là mọi chuyện will be ok, không có gì phải lo nữa ha. Giống như cái máy vậy không Kim Chi? Yeah. Bấm cái nút reset everything fresh. Oh wow, nhưng mà cái gút cái tơ lòng nó khổ tơ mà anh biết không, nó rối lắm, phải biết gỡ ra mới được kia. Đúng vậy. Dạ. Rất cảm ơn Kim Chi. Thế còn anh Lai, xin gửi lời đến quý khán giả. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV và các độc giả của tờ báo Phương Đông Tham, bởi vì tôi có dính líu với tờ Phương Đông Tham nhiều lắm. Thì thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt TV, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính của Đài Việt TV và tôi mới cảm thấy là ông Nguyễn Uy Long cái miệng ông ghê quá. ông nói mà rất là trôi chảy, rất là hay. Tôi nói như vậy có nghĩa là quý vị đài truyền hình Việt TV mà trong những thời gian qua với cái mức độ chiếu 24 tiếng đồng hồ một ngày được có rất nhiều chương trình rất là hữu ích. Và cái chương trình Tiếng Tơ Lòng đây, thành thật mà nói với thưa với quý vị, với hơn 30 năm viết lách, tôi nghĩ rằng cái chương trình Tiếng Tơ Lòng mà chúng tôi Kim Chi với Nguyễn Long trong những phút ngắn ngủi vừa qua cũng mang đến những cái điều hữu ích cho quý vị rất nhiều. Thì lời cuối của chúng tôi trước kia là xin quý vị tiếp tục theo dõi, ủng hộ và xem đài Việt TV của anh Nguyễn Hữu Lâm càng nhiều càng tốt. Nếu mà anh tên bắt không được, kêu ảnh một cái, ảnh bắt chẳng ngay. Vâng, rất cảm ơn những lời quý báu vừa rồi chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Lai. Và kính thưa quý vị, nhân đây thì Long cũng xin được phép đại diện cho tất cả toàn ban biên tập cũng như các anh chị em trong tất cả các ban ngành của đài truyền hình Việt TV. Cảm ơn sự hiện diện của anh Nguyễn Tấn Lai
và đương kim hoa hậu phu nhân Kim Chi rất là nhiều, là vì những lời đóng góp vừa rồi. Một lần nữa chúng tôi hy vọng là các bạn đã có những cái rối mà vừa rồi chúng tôi đã gửi cho quý vị. Và nhân đây một lần nữa Nguyễn Quốc Long xin được phép kính chúc quý khán giả của đài truyền hình Việt TV một ngày thật vui tươi và hạnh phúc bên những người thân thương, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiếng Tơ Lòng kỳ tới.